ngàn hay 4 ngàn một? Máy cày pho 4 ngàn hả? Máy cày pho 4 ngàn hả? 4 ngàn 6. À 4 ngàn 6. Trời ơi con này 4 ngàn 6 anh em ơi. Con này 4 ngàn 6 anh em. Cởi luôn, cởi luôn, cởi luôn. Nhấn ra chạy. Ồ, chỉ thấy luôn nè. Được ra. Góc này đẹp nè. Xin mến chào anh em ha. Đến đây nhấn nhìn thấy chiếc máy cày lạ anh em ơi. Mình cũng muốn ghi hình cho anh em mình xem. Còn máy cày dòng gì nhá, ra làm sao, như thế nào, cày gì vậy ta? Ồ, kho anh em ơi, kho nha. Chạy dữ con, chạy dữ vậy, chạy dữ vậy. Hình như con này là 4 ngàn 1 hay 4 ngàn gì nè anh em. Rồi con bò nữa hả? Con bò nó ông dí bò nè, ông dí bò, dí bò, dí bò, dí bò như nè. Chú này xuống giếng bò nè, chạy chạy mày. Dí 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 bò con. Rồi 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 rồi, bị dí luôn, bị dí luôn. Không thả dây cho nó chạy đó nè. Chỗ cài bò mẹ nè, bò mẹ nó dữ lắm, bò mẹ nó bỏ về bò con á. Để coi ha, con mò nó không có bỏ về con, nó dí là chú không. Nó đang cày trên cái đám có miếng bò rồi, nó bỏ chạy luôn các bạn ơi, bỏ chạy luôn. Rồi tháo dây cho nó, chứ nó hết dây xong mình nó chạy được nữa. Chú tháo dây cho nó ha, tháo dây cho mấy con bò. Nãy giờ cái cảnh chú tóc xuống mấy cày dí bò nhìn cũng mắc cười đó nè. Nó rộng cắm cho nó bên kia rồi đó. Tiếu mắc cười á. Quá. Chú yếu mấy cày. Ủa con này 4 ngàn 1 hả chú? 4 ngàn hay 4 ngàn 1? Máy cày pho 4 ngàn hả? Máy cày pho 4 ngàn hả? 4 ngàn 6. À 4 ngàn 6. Trời ơi con này 4 ngàn 6 anh em ơi. Con này 4 ngàn 6 nha. Mà cái tem nó mờ quá không có thấy rõ. 4 ngàn 6 á. Trời ơi má ơi, trời cũng khí thế ha. 4 ngàn 6 cái dàn sới chắc 2m2 đó nè. Sới 2m2 dữ dằn ha, khí thế luôn. Vàng sợi 2m2. Rồi mình là ông bánh cái đường này nè, bánh đường này. Rồi quẹo lại, quẹo lại, quẹo lại. Đường này mình nhỏ phải né qua, mình phải né qua đây này mà chắc quá không có chỗ, mình phải xuống sình. Rồi xuống nè, chơi nè, chơi. Rồi tới luôn anh em ơi. Tới gì, tới gì, chơi lô tới lô, máy cày kho 4 ngàn 6 nha. À nè thấy không, khung cảnh máy cày tới đây. Tới lô, tới lô, tới lô, vàng sới 2m2. Vàng sới 2m2 luôn. Nó chạy khí thế ha. Cái này thấy không? Quá đã đời, quá đã đời, lên luôn. Lên luôn theo chú về phim luôn các bạn ơi. Tới luôn nè, tới luôn, đổ qua đi chút coi đẹp hơn không. À ổng còn đường cuối nữa, 2-3 đường nữa chứ. À, cái đường bên kia cái rồi các bạn xem tiếp nha, góc nhìn nghệ thuật luôn. Luôn 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 đó, hình ảnh anh em đang xem là mấy cày pho 4 ngàn 6 ha. Con này giờ chừng 140-150 nè, tại vì nó hơi cũ rồi đó. Rồi tới luôn nè. Ủa luôn 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 luôn, tới luôn chú ơi. Ồ chạy nè, máy bốc ghê ha. Con này chắc có thể làm máy lại rồi anh em ơi. Tới luôn, tới luôn, tới luôn, nhấn ra chạy. Ồ chỉ thấy luôn nè, được ra. Góc này đẹp nè,
2m2 đó anh em. Trời khí thế luôn. Đây là trên đồng Thượng Dương Châu. Rồi con bò còn lẩn quẩn ngay góc đó, bò còn lẩn quẩn nữa anh em ơi. Đã đời quá, đã đời đó. Rồi tới đó rồi, còn miếng nào nữa không? Còn đường nữa anh em ơi, còn đường nữa ha. Chỉ ghe lại dắt đường cuối ngang bò luôn. Bò nãy giờ nó cũng bực lắm rồi anh em đó, bò nãy giờ nó bực lắm nè. Mấy ổng cứ chạy ngay cái chỗ nó hoài, kiểu như ở cái đám này nó ăn được cái gì đó, nó đứng đó hoài ha. Rồi ổng chạy xuống nè, nuôn. Ồ dắt biên luôn hả? Dắt biên hay thả dẹt đây? Thả dẹt anh em ơi. Wow, nó nè. Mấy cày còn cá ha. Máy lớn quá. Wow, đẹp nè anh em ơi. Đó nè, thấy không? Khung cảnh mấy cày cho nên. Bánh này chắc nhỏ hơn, bánh này chừng 28 anh em. Cái mâm này chắc không tới 18-30 đâu. Trời ơi, cái dàn tới rồi má ơi. Ồ, cũng dữ ha. Wow, con kìa. Đây chuyến mã luôn. À, tốt chứ kìa đó. À, giờ nó đứng lên. Cho theo nó. Ghi hình tiếp cho anh em xem ha. Chuyến mã luôn ha. Ồ. Cái góc này nó chơi nghệ thuật đi anh em mình xem ha. Máy cây đứng tinh anh rồi, chuyến mã luôn anh em ơi. Máy cây giọt tới luôn. Wow, kho 4.6 nha anh em. Wow, lớn luôn. Nó chạy chuyến mã không? Tới luôn. À, rồi xong rồi qua đây. Rồi tính vét lại đường nữa hay là xong rồi chú ơi. Rồi để còn tính rồi sao ha. Rồi tính rồi sao, lên luôn hả? Ồ, băng bờ luôn. Đó. Băng bờ luôn em ơi. Xong chưa? Về luôn hả? Về hơi tiếp nha. Đó, chạy tới đó lên em ơi, leo lên luôn. Nghe chỗ con bò chạy nữa nè. Cái bò này có duyên ha. Rồi về luôn các anh em ơi. Ok nhà cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều ha, đã dõi theo những video khám phá về máy cày ở xứ Tây Ninh của nhà nha. Đủ loại khủng long này nọ, hàng hiếm con này cỡ 140-150 nha anh em. Rồi ra đường về luôn. Ra đường về luôn chú ơi. Rồi nâng vàng sới lên. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn khỏe nha. Bye bye.